Xin chào mọi người đang xem kênh Sơn Sơn TV. Hôm nay mình với chị Sơn và chị Mì Chin đi đến vườn hồng của bạn chị Sơn để hái hồng và mua. Thì đây là một ngôi làng ở trong thôn quê mọi người ơi. Đó. Xung quanh đây thì là vườn hồng của bạn mẹ chồng mình. Đó, mọi người xem hồng đang chín rất là nhiều luôn đúng không? Và ở đằng kia là những cái mảnh vườn. Khung cảnh ở đây rất là yên bình luôn. Mình sẽ quay một vòng cảnh thôn quê ở Hàn Quốc cho mọi người xem nha. Hình như đằng kia là bạn của mẹ mình đang về đó. Tại vì bác này đang hái hồng. Đây, bắt mặt mừng. Ôi, gặp bạn thân mừng quá mọi người ơi. Chị Mì Chin cũng tới hỏi thăm luôn. Bời sớt, hai mẹ con, hai trái hồng. Cái này là trái hồng ngâm muối á mọi người, vào mùa đông á. Bây giờ hai mẹ con chị Mì Chin sẽ xâm nhập vô vườn hồng nha. Wow, mọi người coi nè, hồng nó treo lủng lẳng lùng lằng luôn nè. Chị Mì Chin nói bây giờ những trái hồng tuy là nó còn xanh như vậy nè, nhưng mà mình hái hết luôn và mình sẽ xuất khẩu đi Nhật Bản, Việt Nam, rồi Hồng Kông rồi, và nhiều nhất là Nhật Bản á mọi người. Bây giờ mình sẽ vô mình hái nha. Ê, mình được khen mọi người. Bạn của mẹ chồng mình khen con dâu đẹp gái dễ thương. À, mình sẽ hái vài trái nha. Cắt cái đầu của nó như thế này mới được. Ồ, trên này có một trái bự quá. Wow. Mình hái nó xuống, giờ mình cắt cái cùi của nó đi. Cỏ ở đây cũng rất là đẹp luôn á bà con. Nhìn nè, xanh mướt luôn. Cỏ ở đây là không phải mọc tự nhiên đâu nha. Người ta trồng á. Rất là đẹp luôn. Dạ, cảm ơn. 이게 뭐 안 되거나 다 떨어지거나 다이라 뭐 보험에서 돈이 나온다. 네. Mọi người biết sợi dây màu hồng này là cái gì không? Chính là cái vườn cam này đã gia nhập đăng ký bảo hiểm rồi đó. Bảo hiểm cho vườn cây của mình. Người ta quánh dấu để khi mà có bão tới hoặc là bị thiệt hại về trộm cắp hay là một cái gì đó thì người ta sẽ bồi thường cho mình. Giống như bảo hiểm con người vậy đó. Rất là hay đúng không? Và thường thì các cái người nông dân trồng vườn cây ở Hàn Quốc thì đều có gia nhập bảo hiểm hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô đây để mua một ít hồng nha, tại vì cái vườn này thì bác đã hái rồi.
cho nên là mình không có hái được nữa. Wow, hồng nhất rồi mọi người, bự nhất luôn á. Hai cần xé hồng này bán với giá là 1,2 triệu mọi người, bán rẻ. Mà hồng loại nhất luôn á. À, còn cho mình thêm hai cái bọc hồng này nữa mọi người. Nè, cái loại bự là mua, còn cái loại trong bọc là cho. Đây là nhà của cái bác này hay sao á? Nhà ở thôn quê cho nên nhìn đơn giản thôi. Mẹ mình tính hái bông gì về trồng nữa nè. Mời hái gì vậy mẹ? Mời á. Thì hái bông về trồng nữa nè. Đây là lò sưởi ngày xưa nè mọi người. Mình sẽ đốt củi ở đây. Và trong căn phòng này á, nó sẽ ấm. Còn hồng này á thì mình sẽ đem đi xuất khẩu. Bây giờ mình sẽ ghe xe lại để chở hồng nha bà con. Trời ơi, cái tướng chị mì chiên kìa, trời đất ơi. Bọc hồng nó bự hơn bả nữa. Hồng này nặng lắm mọi người ơi. Mình phải chở lên, bỏ lên nhanh nhanh tại vì lỡ có xe tới á thì mình phải tránh đường cho người ta chạy qua nữa. Chở về nhà xong để đó, chừng nào ba, chừng nào chồng của mình về thì mới chở, mới khiêng xuống được. Nó nặng lắm. À nhìn xím ơi à, chị mình xin hỏi cái đó nó trộn gì ăn. Cốt xím ơi à. Nè, muốn mua cho mất là còn phải hỏi trộn để ăn cái gì. Chị Mì Chiên nói trời ơi, đoan đem toàn đồ độc không à. Mẹ mình mua hạt mè cho em ruột của bà ấy nữa. Cái bác này là nông dân chính hiệu luôn, trồng hồng, trồng mè. Dạ, bây giờ lên xe đi về, tại vì ủa mẹ chồng mình đi đâu vậy ta? Nhìn cái xe nè. Ồ, lúa người ta chuẩn bị cắt nè mọi người. Wow, nhìn giống Việt Nam ghê. Mẹ chồng mình đem phơi giùm người ta luôn. Hạt lúa bên Hàn Quốc nhìn khác. Lúa của Việt Nam mình.
của Việt Nam mình á thì nó dài, còn của Hàn Quốc thì nó tròn hơn mọi người. 다르대. 다른 이게 봐. 동그랗다 이거. 베트남 거는 길쭉해. 일반 배, 일반 배, 일반 배. 빨리 한 거. Còn cái này là đậu đen á mọi người, đậu đen. Ở trong này là đậu đen nè. Mình sẽ lột cái vỏ ra như vậy. Đó. Đậu đen. Wow. Và mình sẽ dùng chân để đạp. Để sau đó mình lụm. Sau đó mình vũ như thế này nè, thì nó sẽ ra những hạt đậu đen. Cách này bên Việt Nam của mình cũng làm nhiều lắm á. Rồi, bây giờ mình phải lên xe về thôi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video của chị Sơn. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ chị ấy nha. Tạm biệt mọi người.